À nha, hôm nay tôi sẽ vẽ người ở top comment hôm trước nha. Cái series vẽ theo ảnh này còn dài lắm, nên mọi người cứ comment xuống dưới đi nha. Tôi vẽ từ từ cho hen. U là trời, cái ông này lựa cái hình tối vẽ sợ ma xỉu. Ok, xong rồi, tặng bạn bức tranh này nha.